Chương trình Cảnh báo lừa đảo mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dạo quanh các trang mạng xã hội, chúng ta thấy không ít những tin việc tìm người với những lời quảng cáo hấp dẫn như là phù hợp với các bạn sinh viên làm thêm, việc nhẹ lương cao, ngồi phòng máy lạnh, chủ động sắp xếp được thời gian, vân vân và vân vân. Có ai ngờ rằng những lời quảng cáo ấy chính là những chiếc bẫy mà bọn tội phạm đã giăng ra để dẫn dụ các bạn sinh viên nhẹ dạ cả tin. Chúng ta hãy cùng theo dõi tình huống tái dựng ngay sau đây để biết rõ hơn thủ đoạn của chúng nhé. Thấy thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, cô sinh viên trẻ tìm đến một trung tâm môi giới việc làm để kiếm việc làm thêm. Chào em. Em ngồi đi em. Dạ. Chào em, chị là chị Thanh. Dạ. Bên trung tâm giới thiệu việc làm, chị với lại bên công ty á cùng nhau tuyển ứng viên. Thì đang có một cái cửa hàng mỹ phẩm, nó đang còn thiếu một cái vị trí là bán hàng đây nè. Ở đây không cần kinh nghiệm hay là không cần bằng cấp gì hết, nhưng mà chỉ có điều á là lương ở đây nó trả cho em hơi thấp một tí. Dạ không sao đâu chị, miễn cái công việc để trau dồi kinh nghiệm và có tiền xây sở sinh hoạt là em vui rồi. Rồi em cho chị mượn cái giấy chứng minh của em photo á. Dạ. Em cho chị xin 500 ngàn tiền phí luôn nha em. Hả? Sao mà tiền phí tới 500 ngàn luôn chị? Bên chị á là đã tìm sẵn việc làm cho em luôn rồi. Còn ở những trung tâm khác á thì không có cái công việc nhẹ nhàng như vậy đâu em. Đâu phải ngồi phòng máy lạnh mát mẻ như vậy đâu. Nghe lời giải thích của nhân viên trung tâm hợp lý, cô sinh viên đồng ý đóng lệ phí 500.000 đồng và cầm giấy hẹn 3 ngày sau sẽ đến công ty nhận việc làm. Đâu có ngờ, khi đến cửa hàng nhận việc, cô bé mới tá hỏa vì đúng địa chỉ đó lại là một mặt bằng trống đang cho thuê. Sao lại là mặt bằng cho thuê vậy? Vội vàng tìm đến trung tâm hỏi cho ra lẽ thì biết được đây chỉ là trung tâm ma chuyên lừa đảo các bạn sinh viên nhẹ dạ cả tin. Vâng, đây chính là một trung tâm môi giới việc làm ma. Bọn chúng đã thường xuyên thay đổi địa điểm trụ sở để dễ bề hoạt động. Rất mong các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để sớm triệt tiêu những trung tâm lừa đảo như thế này để bảo vệ sự an toàn cho những người đi tìm việc làm thêm, trong đó có các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên thì nên chú ý khi chúng ta đi tìm việc làm thêm để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Hãy nhớ không đóng bất kỳ một khoản tiền nào cho người lạ. Tốt nhất là đến những trung tâm việc làm có xác nhận rõ ràng, uy tín và đặc biệt là hãy tìm đến sự giúp đỡ của đoàn trường cũng như là của hội sinh viên để tìm được một công việc làm thêm vừa ý và hợp với chính bạn các bạn nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Trường Ngọc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày phát sóng ngày mai.